Đi làm bận rộn, không có thời gian học IELTS. Mình cũng đã từng nghĩ như vậy và chần chừ cho đến tận bây giờ. I usually go to my friend. I usually stay at home and do nothing. However, sometimes if my friends ask, I also go to the coffee shop and hang out with them. Hello, xin chào cả nhà, mình tên là Kim Ngân. Hiện tại mình là lễ tân phòng khám American Eye Center quận 7. Mình đang theo học IELTS Fighter tại chi nhánh 215 Khánh Hội ở quận 4. Lý do lớn nhất để mình tham gia khóa học là để vì tính chất công việc mình thường xuyên phải giao tiếp và gặp gỡ với người nước ngoài. Chia sẻ thật là trước đây thì mình bị thiếu vốn từ vựng, không biết cách đặt câu và thường sẽ là có cảm giác là ngại ngùng, ấp úng, không tự tin giao tiếp với lại người nước ngoài. Một phần là cũng sợ là khi mà mình tham gia khóa học sẽ không theo kịp các bạn học sinh, sinh viên. Tuy nhiên sau khi tham gia một vài khóa học thì mình cảm thấy là mình có biết được nhiều vốn từ vựng hơn, tự tin hơn, biết cách đặt câu và giao tiếp, và đặc biệt là có thể áp dụng ngay trong công việc và đời sống hàng ngày. Theo mình thấy thì chương trình và lộ trình học rất là chắc lọc, không lan man, bám sát đề thi IELTS và tối ưu hóa thời gian học, rất phù hợp cho tiêu chí của một người đi làm mà không có thời gian như mình. Khi mà lên lớp thì thầy cô cũng có áp dụng những chương trình giảng dạy rất là sôi động, nhiệt huyết để gắn kết các học viên cũng như là tương tác tốt với giáo viên để tăng khả năng tiếp thu và nhớ bài tại lớp. Sau đó khi về nhà, nếu mà mình có những cái thắc mắc cần giải đáp thì giáo viên vẫn rất là nhiệt tình hỗ trợ và giúp đỡ. Ngoài ra mình còn có thêm lớp bổ trợ 2 buổi một tuần để giúp học viên lặp đi lặp lại các kiến thức và tiến bộ rõ rệt chỉ sau 2 tháng. Những bạn đang đi làm giống mình mà có những lăn tăn về thời gian, chi phí và chất lượng khóa học thì có thể tham khảo những chia sẻ phía trên của mình nhé. Mình bắt đầu hơi khá trễ nhưng mình đã làm được và tiến bộ. Mình tin rằng các bạn cũng sẽ như vậy. Hẹn gặp lại các bạn tại IELTS Fighter nhé.